Xin chào cả nhà nha, mình là Long. Chúc cả nhà xem clip của mình thật là vui vẻ nha. Thì như mọi người đang nhìn thấy nè, hôm nay là mình cũng đang đi bán. Thì có nhiều người hỏi mình đó là sao không up mỗi ngày mỗi clip cái cảnh mình đi bán. Thì thật sự mình cũng muốn up cho mọi người xem, nhưng mà ở dưới đây á, thì mạng wifi á, thì rất là ít nhà nào có. Nói chung là mình chỉ đậu nhờ lại mình có mạng wifi mình up thôi, chứ thực tế nếu mà 3G thì mình 3G 4G thì mình up không có đủ. Tại vì một clip mà 20 mấy GB á, một clip mình ra mình render xong ra 4K là 20 mấy GB. Nếu mà 20 mấy GB đó mình up mạng 3G của Vina, thì mình đang xài Vina thì rất là tốn tiền luôn. Một clip không up không biết bao nhiêu tiền mà nói đó. Cho nên mình chỉ đợi đến khi đó, ghé nhà nào có wifi thì mình sẽ up nhờ. Cho nên mình không có thể nào mà mỗi ngày ra một clip được cho mọi người xem, thì mọi người cũng thông cảm giúp mình nữa nha. Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, tại vì thực tế ở đây mùng 5 tháng 5 thì người ta ăn lớn lắm. Rồi không nói nhiều nữa, mình sẽ quay xương vòng vòng cái chỗ đầu ghe này cho mọi người cùng xem, rồi mình sẽ đi bán tiếp đó. Mọi người hãy theo chân mình đi bán ngày hôm nay đó. Mọi người mà yêu quý hai chồng mình thì đừng quên cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh đó, đặc biệt là bấm vào chuông đó, để mọi khi mà mình ra clip thì mọi người sẽ nhận được liền đó. Rồi mình sẽ quay vòng một cảnh này đó. Nhìn thấy không, đây là mấy cái phi nước của mình này. Còn bên đây là toàn bộ dừa nước không nha đó. Dừa nước nhầm buồn ăn được, nhầm buồn cũng chưa ăn được đó. Ngoài xương cái ghe của mình này, giấc này mình chưa rút điện nha, mình vẫn còn đang xài quạt gió. Còn Út Lon thì đang ngồi đây. Hello. Đó, hai chồng mình chuẩn bị đi bán. Mình đang đậu ghe ở đây và kéo điện nhờ nè, thấy không? Thấy công dưới điện không? Đó, rồi, mình sẽ đi bán. Đậu đây thì mát, rất là mát luôn. Quên nữa. Bây giờ cái máy mình hết dầu mà nãy giờ mình qua nó chi mình quên. Mình đang châm dầu đây nè. Mình đã ra được cái bến đầu tiên rồi nha. Bắt đầu mình sẽ đi tiếp đây, tiếp tục cuộc hành trình đi bán. Đây ghe ra nè. Đây là cái chỗ cái cống mương đường ngang qua mình đã ra nè nha. Đây có cái hàng đáy nè. Đó thì ngày hôm qua mình chạy về đây mình bán chỉ có mấy bến thôi. Thì bắt đầu bây giờ mình sẽ chạy tới Tumbo. Quán gác rồi, quán gác. Ôi ôi. Đó, bây giờ mình sẽ chạy lên đây. Đó, chạy lúc bên kia luôn. Quá trời nắng rồi. Bến đầu tiên của ngày hôm nay. Đó, ở đây người ta chạy phà nha. Đó, bến này nè. Đó, bến này là nhà của anh Thám. Phà này thì một người khó quá, vừa chạy vừa quay khó quá, một người chạy một cân. Thì cái phà này đang đậu, thì bên kia sẽ có cái phà bên kia là phà đang hoạt động, còn phà bên đây là phà đậu lại. Rồi mọi người, bây giờ mình đã rời khỏi bến thứ nhất rồi. Đó, bắt đầu mình sẽ đi tiếp. Bây giờ mình không có còn bán nữa, là mình chạy thẳng xuống cống Tambo luôn. Đặng mình vô cống mình mới bán nữa. Đó, rồi mọi người đợi xem nha.
đó. Như ai ở Cà Mau thì sẽ biết cống này là cống gì nha, còn nếu mà không ở Cà Mau chắc không biết đâu. Đây là cống Thầy Ký đó, cống này hai cửa đi thẳng vô Tạng Thương Nam, Tạng Thương Đông rồi đó. Đó có biển báo đàng hoàng nha. Cống này thì lớn hơn cái cống Mương Đường ngày hôm qua mình đi nha. Đó, còn ghe mình thì đang giảm bớt tốc độ rằng mình mới quay được, nếu mà chạy nhanh quá mình đâu quay được kịp đâu. Đó cống Thầy Ký. Rồi bây giờ mình sẽ ghé lại mình ăn sáng. Mình mới qua Thầy Ký có chút xíu à. Đó, thì mình ghé đó, đó, đó. Cái mé vàng vàng này là cái cống Thầy Ký đó. Thì mình sẽ đang chạy nhưng mà vợ mình kêu lại mình ăn hủ tiếu. Chờ mình nấu hủ tiếu xong rồi. Sáng thì thường á, mình ít khi nào ăn sáng, ủa ăn cơm lắm. Sáng mình sẽ ăn hủ tiếu hoặc ăn mì. Thì bữa nay tại vì còn ít tôm cho nên mình sẽ nấu hủ tiếu. Đây, hủ tiếu của mình, hủ tiếu mì chứ. Bữa nay ăn hủ tiếu mì, còn miếng hủ tiếu với mì à. Đây mình sẽ cho thêm một ít tỏi sấy nữa cho nó thơm nha. Mình ăn cái ớt này nè. Là mình khỏi cần chanh luôn nha. Tại vì trong ớt này nó đã chua sẵn rồi. Mình dứt vô trong đây một miếng ớt với miếng tỏi nó mới ngon. Đó, mình chan vô một ít. Rồi, mời mọi người ăn hủ tiếu với mình nha. Tiếu mì. Vì ở trên mui khá là nắng cho nên mình sẽ ngồi ở đây. Đây, mời con tôm, con tép. Tôm, nhưng mà tôm nhỏ kêu bằng tép. Dùng mình thì mình kêu bằng tép là thường. Để mình ngồi. Thấy không? Cái hồ nước đá mình để dành mình kê chỗ ngồi ăn luôn rất là tiện. Trên mui cái này nắng chịu không nổi. Thôi mình sẽ ăn hủ tiếu mì. Rồi ơi, sau khi mình ăn xong thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chạy xuống. Mình chạy xuống mình sẽ vô cống cái mét tâm bồ cống dưới nữa mình sẽ vô cống cho trong. Rồi mình vô chỗ Sáu Đông, kinh Sáu Đông, Tạng Khương Nam. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chạy. Cống cái mét đây rồi đó, cống ba miệng rất là bự đó, ngoài kia là sông Gành Hào đó nghe. Bây giờ mình đã không có chạy xuống tới Gành Hào nữa, bắt đầu mình sẽ chạy lên đây vô kinh, tại vì mình bán ở trong đây nè. Bây giờ mình sẽ vô để cống này là cống ba miệng nha. Cống này cũng tương đối lớn à. Cống này là khi mà nước mà đổ ra nhiều quá là mình phải đậu đợi chứ mình không có vô được. Sông này sông lớn chứ không phải như cống Mương Đường mà cống nhỏ chở đâu. Đây là bến đầu tiên trong khi mình vô cống cây mét nha. Đó, tại vì bến này thì mình không có bán nhưng mà mình ghé đây nè, mình mượn xe mình chạy vô cái kinh nhỏ trong kia á.
đó, chứ đường nhỏ mình không có chạy ghe vô được. Nghe xa xa không? Có cái ghe bán dừa rồi dưa hấu này kia đầy đủ chứ, củ hành này kia đó. Ở ghe đó trong kinh nhỏ đó, đó kinh nhỏ đó mình vô không có được nha. Đó cho nên vợ mình phải lội bộ của nếu mà mình lên mình mượn xe không có xe mình phải lội bộ. À, còn ở đây á là sông này là sông cái mát nha. À, sông này là sông cái mát nha. Còn ở đây á là tại Hương Đông nha mọi người. Mình chạy vô chút xíu nữa là tới ngã tư cái mát rồi. Đó, ngã tư cái mát mình bán trong kia. Còn ngoài này mình cũng không ai có mối một trong đây nè. Đó, trong đây mọi người thấy có cái cầu không? Cầu đó đi thẳng vô kinh nhỏ đó đó. Mình giao đồ thì mình giao bằng giỏ không nha. Đây giới thiệu mọi người chỗ này là Thế Phong đó, ngã tư cây mét nha. Đó, ngay ngã tư cây mét luôn thì đường này mình cũng có đi bán, đường này mình có đi cũng đi bán, mình đi bán đủ bốn hướng ở đây hết. Còn đây chút xíu mình đi mình sẽ đi thẳng đường này nữa, đi thẳng tiếp về lúc ra ngoài kinh Sáu Đông mới luôn. Thì người ta bán tiệm tạp hóa nè, xăng dầu đồ nè mọi người thấy không, hay có cái ống dẫn xăng nữa không đó. Rồi tạm biệt ngã tư cây mát, mình sẽ đi tiếp lên trên này. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy lên trên đó đó. Đó, lên trên đó mình sẽ ghé nữa nha. Tại vì vừa chạy vừa quay á nó hơi khó nha mọi người, mọi người thông cảm giúp mình chứ như mấy cái này thì đâu có ai quay được cho mình đâu. Bây giờ Út Lon sẽ lằn ghe lên đang đi lên bờ. Đó, kêu người ta xuống mua đồ. Cái ghe hơi xa. Quá trời bữa nay nắng luôn rồi mọi người. Nắng muốn điên luôn. À, cho để xả đó đó vô duyên không? Vô duyên. Đây sau khi bán đồ rồi thì người ta lựa thì Út Lon sẽ ship những bộ đồ mà người ta không lấy đó, những bộ đồ lấy thì người ta sẽ đem lên, còn đồ này nè cũng như người ta lựa không dữ thì Út Lon sẽ ship lại. Đó, ở đây là cái trường tiểu học Thế Phong. Đó, thì có cái trường cũng lớn nha mọi người. Cái trường học đằng kia đó. Thì trường học đằng ở đây thì cũng như trường học những cái vùng khác thôi, chứ không có gì khác hết. Đó. Thì cũng có căng tin nè. Bên đây thì cũng là căng tin nữa. Đó, ở đây cái căng tin á thì sẽ có võng cho mọi người nằm luôn nha. Tại vì sao biết không? Tại vì ở đây á cái trường này á thì có chỗ cái trường á thì cứ lộ cho mọi người đi, nhưng mà những cái nhà trong những vùng sâu á họ đi ra sẽ không có có xe để họ đi được. Thì cho nên bắt buộc họ phải đi võ. Đi võ thì đi học ở đây là sẽ con học mẹ dẫn học luôn. Ở Cà Mau thì thường người ta có cái câu là hai mẹ con học chung, tức là con đi học mẹ ở ngoài đó, mẹ sẽ đi vô nằm võng nằm nghỉ đợi con đi học gì về luôn đó, tại vì họ đi võ mà nó có thể thì một võ ba bốn đứa học sinh, có thể thì cũng hai mẹ con đi một mình cũng có luôn. Dùng đây đi học rất là cực mọi người. Đó, hồi sáng giờ thì đi cũng khoảng 5-6 bến rồi, cấp này thì 11 giờ rồi. Đây, 11 giờ.
Đó, thì đang kiếm mua con gà đặng bữa nay mình ăn mùng 5 tháng 5 luôn. Thì lâu lắm rồi mình đi ghe mình không có ăn mùng 5 tháng 5 ở trên nhà được. Kiếm con gà ở đây thì tình là rất là khó. Gà mà đi bán trên xe thì rất là nhiều, nhưng mà mình thì không thích ăn gà đó. Mình thì chỉ thích ăn gà vườn á mọi người. Gà vườn thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Còn ở đây thì vườn với vuông người ta rộng á, nuôi gà nó chạy thôi tứ tung chứ. Gượt không nổi đâu. Gượt dính con gà rồi ha là nghỉ ăn luôn chứ. Nhưng mà thật sự là mình rất muốn ăn con gà. Ai clip này quay vợ mình cũng chưa có biết là mình định mua con gà đặng mình ăn mùng 5 tháng 5. Nãy giờ mình lên bờ mình hỏi cũng mấy chủ rồi. Có gà chứ không phải không. Nhưng mà người ta kêu đợi đi tối á. Rồi người ta bắt cho bán. Vì sao đợi được, mình còn phải đi bán nữa. Rồi. Thôi, cái chị bán đồ và chị lên này, thôi mình sẽ tiếp tục mình đi bán. Dạ. Bà hỏi quay gì à? Em nói quay phim chơi. Có cái phượng nè. Wow. Hết sức đẹp cái phượng rồi. Bánh cũng có. Đây áo sơ mi rồi dạng là 80 kg em coi. Thôi cái máy này mặc không được. Tầm dạng 300 trở lên á. Này là nó hơi nhỏ với nó ôm ông. 300 mấy. Cũng có loại cái 300 mấy nhưng mà nó lọc có mấy cái. Bây giờ mình sẽ ghé ngay cái bến này nè. Đó, cái bến ngay dốc cầu này nè nha. Cái bến này nè. Bây giờ mình sẽ ráp cái giường cho chị trên nhà đây, nhưng mà cái giường ở trong nè. Đó, chị lấy cái loại này không kiến nè. Bình thường thì ở đây có kiến nè. Còn trong đây không kiến nè. Đó, mình sẽ đem lên bờ cho ráp cho chị. Đây, bây giờ mình đang ghé bến này, chắc này cũng khoảng 3 giờ rồi. Thì trời đang chỉ mưa rất là lớn luôn. Đó, chỉ mưa rất là dữ. Không biết chừng nào mưa đây. Thì mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem. Đây có cái cầu này ha. Đấy, không biết chừng nào mưa thôi. Đó, nó mưa cũng không lớn nhưng mà cũng không nhỏ, vừa vừa ha. Đó, mình đang hứng nước chỗ này nè. Đó, chảy miếng cao su qua đằng nước chảy xuống, mình xài nước cũng muốn hết rồi. Đây nè, lưu nước của mình cũng muốn hết rồi. Đó, mình hứng nước chỗ này được luôn nha. Ở ngoài đó thì chỗ mình đang hứng nước ra ngoài đó cái nữa.
trời cũng đã hết mưa, mình sẽ cuốn cao su mình đi bán tiếp nha. Tại vì nãy giờ mình nghỉ cũng cỡ 10 phút rồi, hứng được có 4 thùng nước ha. Đó, cái miếng này nè, để mà khi mà nắng á, hoặc là mưa lớn quá mình sẽ che ra. Thôi 5 giờ mấy rồi nè mọi người. Đó, bến này đây nè, giờ mình lên lấy tiền còn bến cuối nữa nè. 5 giờ gử rồi. Đây, bây giờ mình sẽ đi theo hia này mình bắt gà nè. Rồi mọi người, gà dính bên kia rồi. Bà bắt hay quá, dính rồi. Chạy lên thì chị đã bắt rồi, gà mái nha. 1,6 kg. Nè, 1,6 kg. 1,6 kg hả? Sao nhỏ ha? Thấy căng chứ, người nhỏ gì trời. Ai, chạy theo chỉ mà chạy không kịp. Chị bắt lẹ quá. Chuyên, đúng là chuyên nghiệp. Khi mà thấy được cái bắt đầu mình sẽ bỏ nước nóng này nha. Đó, bắt đầu mình sẽ đổ nước lạnh vô cho nó nguội lại, mình sẽ nhổ nó dễ. Gà thì mặn lắm, nó mau hơn vịt dữ lắm. Vịt thì lâu. Đây, mình đã mặn xong con gà nha mọi người. Đó, thì cũng về tới bến rồi. Đó, hồi nãy mình mua con gà mép bên đây nè. Ở nhà đó đó. Thì mình thường mình đậu bên đây mình ngủ không à. Đó. Còn trên đây nè, đó. Mình che miếng này. Nắng chiều á, nó dội lên ngay gan cái mặt không à. Chịu không nổi luôn. Mình che lại cái mới được. Đó, còn bến này là bến mình đậu ở đây luôn nha. Đó. Chút mình sẽ kéo điện trên nhà lên đó đó. Kia đó, xa xa có cái cô đang hát ca cổ, mọi người có nghe không? Đó, xa xa bên kia, cô kia hát ca cổ. Ê, ghé trâu ra vậy ta. Đây nè, gà mình đã làm rồi nè. Gà này là gà vườn 100% luôn nha. Bắt tại chỗ luôn mà, khỏi lo lắng là gà gì hết chứ. Gà chân xanh, gà mái chân xanh. Cái cô kia cao kê lớn. Hên là ca cổ á, mình còn quay được, chứ nếu mà ca nhạc, nhạc trẻ thì quay không được luôn, dính bản quyền á. Rồi bây giờ mình sẽ vô lột tỏi. Mình đang đâm tỏi. Còn trong đây là tỏi nguyên với ớt. Một hồi mình để chung vô con gà. Mình chừa lại một ít tỏi hột gì nè. Còn ớt thì mình sẽ đâm nhuyễn ra. Bột ngọt, đường với nước mắm. Bữa nay mình hấp chỉ tỏi không à, tỏi với ớt không, chứ không có xả không gì vậy. Ở trong đây mình để đường với bột ngọt đây. Mình sẽ cho thêm một ít tiêu hột. Bao nhiêu đây? Nước mắm này mặn lắm, mình để ít xè tiêu. Đây, đã đâm hỗn hợp với tỏi nè, ớt có nè, với tiêu. Sẽ đổ vô hết luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn vô. Rồi gà mình đã ướp, mình đã bỏ vô trong gọn trong cái nồi nè. Ở cái nồi nó hơi chặt, nó vừa bon con gà luôn. Đó, hai cái giò mình phải cắt rời ra nè, chứ không có để chung được. Để chung mình không đường nào nhét cho chắc. Rồi bắt đầu mình sẽ đem vô hấp nha. Hấp khoảng 15-20 phút là xong à. Nhưng mà một hồi mình hấp khoảng 5 phút mình tháo ra mình chở nó lại. Tại cái nồi nó hơi nhỏ nè. Đó, mở bếp lên mình sẽ để lửa vừa nhỏ thôi, chứ đừng có để lửa lớn. Lửa lớn là nó khét hết trơn. Rồi
trong khi chờ đợi gà nó sôi nó chín thì mình sẽ đi tắm nha. Mới bắt lên chút xíu mà nó muốn sôi rồi, tại vì trong kia nó không có nước á cho nên nó mau sôi lắm. Gà mình đã hấp được khoảng 12 đến 15 phút gì không có canh á, dở ra. Ô. Thơm dữ rồi. Ô nước ra dữ hả? Em có đổ nước không? Không. Nước nó ra dữ chứ đâu hả? Ừ. Một nồi luôn nè mọi người. Gà ra nước mà. Gà nó ra nước. Im này nè. Im rồi. Chín chưa? Chưa. Chưa chín nè, lặt nó lại cái đi. Bây giờ mình sẽ chở bài cái nữa đi. Còn hơi cứng cái gì? Nó chín đó nhưng mà hai cái đồ này nè, mình ghim hồi nó mới chín. Rồi, thì mình sẽ chở bài lại nha. Đây, gà của mình chín rồi, mình sẽ xơm nha. Ồ, con tài một. Giờ mình thì đang đâm muối quá. Ồ. Xong mình nhớ gấp mề gan luôn nè, mề nè, người nghe tiếng lọc cọc lọc cọc không. Giờ mình đang đâm muối mà, muối nha, muối ớt. Gà của mình đã chín rồi, mình lấy ra cái mâm này nè nha. Còn đây là cái chén nước hấp gà nè, mình giữ lại luôn. Bắt đầu mình sẽ xé con gà ra rồi mình sẽ rứa cái nước này lên lại nó mới ngon. Của mình đã xé xong nè, mình sẽ rứa cái nước này nè lên lại. Rồi gà mình đã xé nè ơi. Rồi mời mọi người ăn gà với mình nè. Cái mề nè. Nè, ăn mề đi. Ăn đi. Ăn đi. Mình sẽ ăn cái ăn cổ nè. Sang miếng cổ nè. Gà này gà vườn thì chắc sẽ ngon. Dạ. Dừa. Dạ dai ha. Ừ. Xé hay dai chứ chưa ăn. Cái sớ thịt gà vườn của mình nè, nó có sớ rất là ngon luôn. Gà rất là dai luôn. Khó khi nào mà mình kiếm được gà vườn lắm. Gà vườn tại vì ít ai bán lắm. Còn mà gà cũng là gà vườn nha, nhưng mà gà Tâm Hoàng người ta nuôi vườn là khác. Còn gà này là chính gà vườn của mình, người ta cho ăn lúa không. Gà này chiều và chị với nó là cho ăn lúa không, chứ không có cho ăn thức ăn đâu. Cho nên con gà rất là ngon luôn. Thịt nó dai mà thịt nó sẽ ngọt hơn mấy con gà bình thường. Còn miếng thịt gà này dai dữ luôn á. Chịu mà thấy cái bụng nó nhăn cái gì? Không, gà tơ nhưng mà có cái gà vườn. À, quất miếng da cái. Đó. Da gà là ngon nhất. Này chấm với muối. Đây, mời mọi người miếng da. Mày nè. Thôi. Mày cho. À, cô câu không biết ai ăn. Anh ăn gà. Đó giờ không ăn phô câu. Gà vịt gì cũng nhiều. Chiều nay là không ăn cơm luôn rồi. Gà vườn mà hấp tỏi ngọt ngay. Bữa nay đi bán người ta ăn mùng 5 tháng 5 dữ luôn. Ê, người ta ăn mùng 5 tháng 5 nhiều. Lâu lâu ăn bữa. Lâu lắm rồi mới ăn gà.
Gà ở dưới đây thì nhiều nhưng mà có con cái không bắt á, nó rất là khó bắt luôn. Không bắt bằng đêm á thì dễ, bằng đêm thì dễ chứ ban ngày khó kiếm, khó lúc ban ngày hến chị đó mới gượt xong luôn. Thả hạo hả, chúng bà gượt hay á, gượt hay chứ em, ngày bà gượt anh xuống bà thở hào hả. Mùng 5 tháng 5 này ở trên nhà ta thường đổ bánh xèo, còn ở dưới đây thì chỉ ăn được gì thôi, cũng ra chiều không có con gà luôn á. Ăn nãy giờ mà còn một nồi, tại vì cũng phải tập trung ăn cho hết cái này để mình mặn rồi không ăn bỏ sao được. Thôi mình sẽ kết thúc clip đây luôn, các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ghe Hàng Vlog nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.